liệu một chiếc quần jean như thế này có thể thành một chiếc túi như thế này. Hi, xin chào mọi người, lại là mình đây. Rất vui được gặp lại mọi người trong video mới của Hi Fashion. Nếu như các bạn đang có nhiều đồ jean cũ mà không biết phải làm như thế nào, bỏ đi thì tiếc mà mặc thì quá cũ, đừng vội lướt qua. Hôm nay chúng mình sẽ chỉ cho các bạn chỗ này nha. Và trước tiên thì đừng quên là subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Đi theo nào. Không gian của cửa hàng ở đây thì khá là nhỏ, trưng bày rất nhiều sản phẩm nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng. Nhìn nhiều đồ nhưng không có cảm giác bị ngợp một chút nào nha. Cái điểm đặc biệt nhất ở Renew Jean thì đã nằm trong chính cái tên của shop rồi. Tất cả những cái sản phẩm túi các bạn thấy ở đây thì đều sẽ được tái chế từ những đồ jean cũ. Qua rất là nhiều công đoạn khác nhau, từ việc thiết kế, chỉnh sửa cho đến may lại, thì từ một chiếc quần jean cũ các bạn sẽ sở hữu một chiếc túi độc đáo như thế này. Mình thấy ở đây vẫn còn rõ những chi tiết của một chiếc quần jean này. Đây là túi mắt trước của quần này. Và đằng sau thì sẽ là chiếc túi sau nè. Bên trong của túi thì sẽ được lót một cái lớp da rất là cứng cáp. Mình thấy là những cái chiếc túi này vừa đẹp, độc lạ, ý nghĩa và vô cùng bảo vệ môi trường. Sẽ có rất là nhiều thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ví dụ như là túi bao tử này, hoặc là có những chiếc túi theo thiết kế đeo chéo, các bạn có thể lựa chọn. Chị bán hàng ở đây chia sẻ là nguồn vải để làm những chiếc túi này đến từ những lần ủng hộ, hoặc các bạn ở xưởng sẽ thu mua từ những nguồn quần áo si. Các bạn cũng có thể đem đồ của mình từ nhà đến để đặt shop may theo các mẫu có sẵn ở đây nha. Nếu bạn đã có ý tưởng thiết kế trước và đã có sẵn quần jean không dùng đến thì trước khi đến đây các bạn có thể nhắn tin lên fanpage, hoặc là các bạn có thể qua trực tiếp xưởng ở bên Mỹ Đình để các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho các bạn về thiết kế này, số lượng vải các bạn cần thiết để may lên những chiếc túi này. Thường thì cái thời gian từ khi mà các bạn đặt may cho đến lúc mà chúng mình nhận thành quả ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tuần. Một điều hay là nếu bạn mang đồ của mình đến thì sẽ được giảm thêm 15% trên giá túi đó. Túi xinh như thế này thì chờ đợi 1 tuần cũng đáng đúng không? Ngoài ra ở đây còn nhận custom túi từ vải len hoặc là vải lông thú nữa. Và mình nhận được cái chia sẻ của bạn nhân viên rằng ở đây thì các bạn ấy còn nhận tái chế đồ hiệu nữa. Và trước khi tái chế đồ hiệu thì các bạn hãy liên hệ với các bạn nhân viên trước để xem các bạn ấy tư vấn và xem xưởng có custom được mẫu đó không nhé. Ngoài túi ra thì ở Renew Jean còn có cả mũ. Mũ là được may mới hoàn toàn, không phải là đồ tái chế nha. Có cả phụ kiện như là gương này, bờm, băng nô, kẹp tóc, dây nơ, vòng tay hoặc là vòng cổ. Rất nhiều thứ cho các bạn có thể đến đây lựa chọn và mua sắm. Và bạn biết gì không, những hình thêu tỉ mỉ ở đây thì đều được các bạn ấy thêu tay hoàn toàn luôn. Những hình thêu rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và cực kỳ vintage. Ngoài ra ở đây còn rất là nhiều thiết kế dáng túi khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn, như là túi tốt này, túi đựng bút này, ba lô hoặc là túi trống. Ngoài túi phụ kiện thì ở Renew Jean còn có kết hợp với các thương hiệu quần áo khác. Mình thấy ở đây sẽ có áo dài này, áo blazer. Ở dãy đằng sau này thì mình thấy là có áo baby doll và có cả áo gilelen nữa. Thiết kế ở đây thì mình thấy khá là trẻ trung, và những cái hình thêu trên các sản phẩm này thì đều được thêu bằng tay, nhìn xinh ha mọi người. Đồ ở đây cùng với những chiếc túi jean tái chế nhé.
Bây giờ hãy lục tủ đồ tìm xem những món đồ nào các bạn không dùng nữa và đến renew zin ngay thôi nào. Nếu như các bạn có shop nào thú vị muốn chúng mình review thì hãy comment ngay ở phần bên dưới hoặc là liên hệ với Hey Fashion theo phần mô tả ở bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.